Xin chào các bạn, mình là Quang Linh, hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 tại trường quản trị khách sạn Blue Mountains. Trước hết là ngành quản trị khách sạn là ngành dịch vụ và mình cảm thấy thích thú với cái ngành dịch vụ này từ lâu rồi. Thứ hai là ngành quản trị khách sạn là một ngành rất là năng động, luôn luôn di chuyển, khiến cho mình không cảm thấy có một cái quãng thời gian nào trong quá trình học và tập là quãng thời gian nhàm chán. Thứ ba mình muốn nói đến là ngành quản trị khách sạn du lịch là một ngành nhu cầu tuyển dụng bùng nổ trong khoảng thời gian gần đây, và với cái việc này thì mình tin chắc rằng là khi mà mình có một tấm bằng cử nhân của ngành quản trị khách sạn du lịch thì mình có thể dễ dàng tìm được một công việc thứ nhất là mình thích, và thứ hai là có thể kiếm ra thu nhập. Và cuối cùng thì mình nghĩ rằng cái ngành quản trị khách sạn này sẽ cho mình những cái cơ hội để khám phá thế giới nhiều hơn thông qua những cái việc đi làm ở những cái khách sạn, những cái đất nước mà mình muốn đi du lịch. Mình có thể apply visa và mình đến với đất nước đó, làm việc tại đó, cũng như là trang trải cái chi phí gọi là du lịch của mình. Trong cái quá trình mà mình học tại Blue Mountain thì mình cảm thấy là việc học và việc thực hành ở đây nó rất gần với nhau. Mình sẽ có một khoảng thời gian 6 tháng để mình học tập và mình thực hành trong trường, và sau đó mình sẽ lại có một khoảng thời gian bằng như thế nữa để mình đi ra ngoài và mình đi làm ở trong môi trường thực, và sau đó lại tiếp tục là một khoảng thời gian học và lại rất là một khoảng thời gian làm. Cái việc này giúp cho mình rất là nhiều trong việc là mình biết được là thực sự ở ngoài kia, thực sự là cái thế giới việc làm, cái nhu cầu tuyển dụng của những khách sạn lớn của người ta đang cần là gì, và từ đó thì mình có thể tiếp thu được những cái mình học ở trên lớp nhiều hơn và áp dụng những cái mình đang học trên lớp vào công việc thực tế mình đang làm cũng nhiều hơn. Về đãi ngộ của trường cũng như là đối với cái ngành nghề này thì hiện nay mình đang đi làm ở khách sạn Mercure International Airport Sydney, và với cái mức lương mình hiện tại đang được nhận thì mình kiếm ra được khoảng 1.000 đô với mỗi tuần, và với cái đãi ngộ này thì mình tin rằng là mình có thể chi trả cho những cái sinh hoạt phí cũng như là để ra một khoản tiền thì mình có thể làm những cái điều lớn hơn mình thực sự thích. Một điều nữa là ngành này trong vòng vài năm gần đây được bùng nổ về nhu cầu tuyển dụng, nhưng mà nó chưa dừng lại và nó sẽ còn phát triển nữa. Vậy nên là sau một vài năm khi mà mình tốt nghiệp, và có thể khi các bạn tốt nghiệp, thì cái demand của ngành này có thể còn lớn hơn và nhiều hơn. Các bạn có thể apply những cái vị trí cao hơn như là quản lý hay là general manager, và các bạn sẽ có được cái mức lương lớn hơn rất là nhiều so với cái mức lương mà mình hiện đang có, và mình cũng đang kỳ vọng có được những cái mức lương như thế. Trước hết thì khi mà đi du học thì theo mình quan trọng nhất chính là chuẩn bị phần tâm lý, vì khi mà các bạn đi xa nhà, đến một đất nước xa xôi hàng mấy nghìn km mà sẽ không thể về gặp bố mẹ được trong một khoảng thời gian dài, có một cái tâm lý rõ ràng, có một cái mindset chính xác về việc là mình đang hy sinh một khoảng thời gian xa nhà một chút để mình có thể giành lại được nhiều hơn là những cái thành công về sau trong cái quãng đường học tập cũng như là làm việc của mình. Cái thứ hai mà mình muốn nói đến đấy là có những cái hành trang. Mà hành trang ở đây không phải là cái ba lô hay là những bộ quần áo em mặc, hành trang đây là hành trang kiến thức, hành trang văn hóa. Thì khi mà đến một cái đất nước khác thì những cái cư xử của họ, nhất là một nước phương Tây, thì các cái cách nói chuyện cũng như là cách mà họ sống sẽ khác biệt rất là nhiều so với những cái mà bạn đang trải nghiệm hàng ngày. Còn cái việc này gây nên một cái tình trạng mà mình đã từng gặp, chính là culture shock, sốc văn hóa. Thì cái việc sốc văn hóa này nó đối với mình thì nó để lại cho mình một khoảng thời gian khá là trống trải, khá là cô đơn. Nhưng mà khi đấy mình nhận ra là khi mà mình đã hiểu rõ cái văn hóa của họ hơn thì mình sẽ blend in, mình sẽ hòa hợp với cái văn hóa của họ, trở thành một phần văn hóa của họ. Như thế là mình đã có thể sống trên hai nền văn hóa, trở thành một con người văn minh và công dân toàn cầu. Phần thứ ba mà mình muốn nói đấy là về cái việc chuẩn bị tiếng Anh. Cái tiếng Anh ở đây mình không muốn nói đến việc là học IELTS, vì IELTS chỉ là tiếng Anh học thuật và nhiều khi mình không sử dụng đến nó nhiều. Cái tiếng Anh mình đang nhắc đến chính là tiếng Anh giao tiếp trong đời sống cũng như là các cái tiếng Anh thông dụng. Thì những cái tiếng Anh này nó sẽ giúp cho các bạn nhiều hơn trong việc nghe giảng ở trên giảng đường, cũng như là bàn luận về cuộc sống, về cái bài học sau giờ học đối với các bạn bè. Thì việc này sẽ giúp các bạn tăng khả năng quan hệ xã hội của mình, cũng như là có thêm những kiến thức bổ ích từ chính người bạn của mình, chứ không phải là chỉ có từ ở trên giảng đường. Phần cuối cùng mà mình muốn nói đến đấy là để mà đi Úc thành công thì chắc chắn các bạn sẽ phải có visa và một bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Thì hồ sơ của Úc trong vài năm trở lại đây thì theo mình được biết hiện đang là khó gần như là nhất thế giới. Vậy nên là để có được một cái hồ sơ và visa mình không phải lăn tăn thì mình nên có những cái sự hỗ trợ từ một bên tư vấn du học, thì họ sẽ giúp cho mình nhiều hơn thì mình sẽ không phải bỏ quá nhiều thời gian để tìm hiểu vấn đề nữa. Đối với bản thân mình thì hiện nay mình đang được công ty Sunrise tư vấn, mình cảm thấy vô cùng hài lòng. Trước hết là về hồ sơ của mình hoàn toàn không hề có vấn đề gì cả, mọi thứ rất là êm ái, mượt mà. Và hơn nữa là mình được các chị tư vấn bên Sunrise hỗ trợ rất nhiều, không chỉ trước mà còn trong quãng thời gian mình đang đi du học. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc với quyết định này. Sau 2 năm mình đi từ Việt Nam đến Trung Quốc và đến Úc thì nó để lại cho mình những cái thay đổi mà theo mình là rất tích cực. Trước hết là mình đã cảm thấy tự lập hơn. Khi mà mình đi sang một đất nước xa xôi để du học, không có bố mẹ hay là người thân bên cạnh, thì có những cái quyết định mà quan trọng thay đổi cuộc đời mà mình sẽ phải chọn, cũng như là mình sẽ phải chịu trách nhiệm về cái vấn đề đó. Thì chính vì những cái sự chịu trách nhiệm này nó đã giúp cho mình có nhiều cái can đảm hơn để mình bước ra khỏi các cái vùng an toàn của mình. Cái thứ hai mà mình muốn nói đấy chính là khi mà mình sống ở bên Úc thì mình tự học được cái kỹ năng quản lý chi tiêu của mình. Và nhất là khi mà các bạn đi làm ở Úc thì họ trả cho các bạn cái đồng lương rất là fair, rất là công bằng. Các bạn sẽ có một cái lượng tiền nhất định để làm thứ bạn muốn, cùng với đó là vẫn chi trả hết toàn bộ những cái chi phí ăn ở mà các bạn đang phải trả trong cái thời gian du học. Cuối cùng thì như người ta vẫn nói là đi thật xa để trở về. Khi mà mình đi du học trong vòng 2 năm vừa qua thì mình đã cảm thấy là mình trân trọng hơn, trân quý hơn những cái tình cảm gia đình, những tình cảm bạn bè, và mình cũng dần dần mình coi đó là một phần cần phải chấp nhận để khi mà mình hy sinh khoảng thời gian mình đi xa để đạt đến những thành công mới, mình có những khoảng thời gian về quây quần bên gia đình. Đối với mình thì cái con đường du học nó không hề dễ dàng và nó khác biệt giữa người này và người khác. Chính vì vậy thì để mà thành công được trong con đường du học thì cần rất là nhiều quyết tâm, không phải của một ai khác cả mà chính là từ bạn. Vậy nên là mình muốn chúc tất cả các bạn hiện đang xem video này có quyết định thành công và chính xác nhất cho tương lai của bạn.